Điểm mặt 10 thực phẩm nguy hiểm made in China bạn nên tránh xa. Một thực phẩm phổ biến ở nhiều nước là thực phẩm Trung Quốc xuất hiện tràn lan trên thị trường. Tại sao chúng ta phải dùng hàng Trung Quốc trong khi còn nhiều lựa chọn khác? Vấn đề nằm ở giá tiền, thực phẩm Trung Quốc rẻ hơn nhưng bạn phải trả một cái giá đắt khác nếu ăn chúng. Dưới đây là danh sách 10 thực phẩm điển hình chứa những chất độc hại như nhựa, thuốc trừ sâu hay hóa chất gây ung thư xuất xứ từ Trung Quốc mà bạn nên tránh xa. 1. Cá rô phi Trung Quốc. Sự nguy hiểm của loài cá này đến từ nguồn thức ăn của chúng. Ở Trung Quốc, cá rô phi được nuôi bằng hóa chất để kích thích tăng trọng, hoặc nếu được bắt từ tự nhiên thì chúng cũng từ những dòng sông bị ô nhiễm nặng nề. Theo Viện Thủy sản Hoa Kỳ, cá rô phi trong tình trạng này là món ăn dễ gây ung thư hơn cả thịt sông khói. 2. Cá đông lạnh. Tương tự trên, việc nguồn nước bị ô nhiễm và lạm dụng hóa chất trong chăn nuôi khiến cá đông lạnh Trung Quốc trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư và các bệnh mãn tính. 3. Táo Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã được biết đến là đất nước lạm dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt. Tuy nhiên, để tăng sản lượng, nông dân Trung Quốc còn dùng cả những hóa chất bị cấm bởi chính phủ nước này. Tốt nhất, bạn hãy chọn những quả táo được trồng từ những địa phương khác ngoài Trung Quốc. 4. Nấm chế biến sẵn. Giống như táo, nấm cũng là món ăn cần phải tránh xa. Vì ngoài thuốc trừ sâu, nấm được bảo quản bằng một loại hóa chất công nghiệp tên là acid citric. Chất này đảm bảo cho nấm luôn tươi ngon trong một năm, nhưng chúng rất độc cho hệ thần kinh, có thể gây dị ứng, thậm chí ung thư. 5. Tỏi Trung Quốc. Để tăng sản lượng và tiết kiệm công sức, nông dân Trung Quốc đã sử dụng phổ biến một chất hóa học là methylbromelain. Khi ăn loại tỏi này sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc methylbromelain như mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt. Liều cao có thể gây tử vong do nhiễm độc thần kinh. Để phân biệt, tỏi Trung Quốc thường ít có mùi đặc trưng của tỏi và có trọng lượng nhẹ hơn tỏi từ những nơi khác. 6. Gà Trung Quốc. Giá gà Trung Quốc cao hơn giá gà ở thị trường Việt Nam khoảng 30%. Tuy nhiên, gà đẻ thải loại có mức giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng 1 kg, đang được Trung Quốc tuồn sang nhiều nước trên thế giới dưới mác gà chất lượng cao. Sự lừa dối này đã kéo theo nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm và cúm gia cầm cho người tiêu dùng trên thế giới. 7. Gạo nhựa. Đã có nhiều báo cáo cho rằng gạo nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay không thực sự là gạo. Có khảo sát cho rằng nó làm từ nhựa trộn với khoai tây. Khi nấu chín, chúng vẫn cứng. Gạo nhựa được các lái buôn Trung Quốc cung cấp một cách bất hợp pháp trên nhiều nước, trong đó có Việt Nam, giá rất rẻ. Nhưng những nguy cơ đối với hệ tiêu hóa thì nhiều vô kể. Đặc biệt, ăn loại gạo này dễ gây thủng dạ dày, dẫn đến tử vong. 8. Hạt tiêu làm từ bùn. Một thương lái Trung Quốc đã bị bắt tại Mỹ với lý do bán hạt tiêu làm từ bùn. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng nó đã gây ra tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng Mỹ về hạt tiêu xuất xứ từ Trung Quốc. 9. Muối công nghiệp. Muối công nghiệp có gì khác với muối chúng ta vẫn hay ăn? Đó là không có iốt, một khoáng chất quan trọng trong hoạt động thần kinh, thính lực và tuyến giáp. Thì iốt có thể gây bướu cổ hoặc ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, vì để sản xuất cho các mục đích công nghiệp nên loại muối này có hàm lượng natri clorua khá cao. Tiêu thụ dài ngày có thể dẫn đến các rối loạn tim mạch như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. 10. Đậu xanh giả được tìm thấy ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chúng được tạo ra bằng cách ngâm đậu tuyết hoặc đậu nành với hỗn hợp thuốc nhuộm màu xanh lá và menta pisulfite natri, một chất hóa học dùng trong bảo quản và tẩy rửa công nghiệp. Thuốc nhuộm này đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nó gây ung thư cũng như ức chế hấp thụ canxi của cơ thể. Những hạt đậu xanh này không mềm ra khi đun sôi và nước biến thành một màu xanh bất thường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đậu phộng hay còn gọi là củ lạc,
thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hộp trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1 đến 3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần, người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng, sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc. Nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì, giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phộng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phộng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ, tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Lycopin, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide, các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường. Do vậy,
Đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400 mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol, chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bất tỉnh vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại thức uống này. Co giật, hôn mê vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại nước uống được nhiều người ưa chuộng. Thường để lâu, trên cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Cứ nghe nói nước mía tốt, ngăn ngừa ung thư vú, nên con em, họ em ra sức uống. Xui xao uống nhầm quán vỉa hè làm dơ ăn bẩn, khiến nó phải cấp cứu, suýt để lại di chứng thần kinh suốt đời. Hôm đó, hai chị em đi mua sắm ít đồ sida, trên đường về có tấp vào một quán nước mía siêu sạch lề đường, bán lì khổng lồ với giá cực rẻ chỉ 5.000 đồng. Nhìn thấy cái thùng đựng nước mía rêu mốc bám đen, em hơi nhường nhường. Bấm tay con em bảo thôi đi, nhưng nó không chịu. Em nói nhỏ vào tai nó, mày thấy cái thùng đựng nước mía kinh chưa? Nó trả lời, ăn dơ sống lâu, cứ như chị ba, 7, 2, 11 ngày, hết viêm họng đến sổ mũi. Rồi nó nhất quyết làm một ly khủng. Nhìn nó uống mà em thấy sợ sợ. Đúng như em cảnh báo, vừa về đến nhà là nó bảo kê cái nhà vệ sinh luôn, hết ói rồi bị tào tháo rượt, cứ làm đi làm lại suốt một buổi chiều. Sau đó nó bị sốt và hôn mê. Trên đường đưa nó đi viện, nó làm em sợ chết khiếp khi thỉnh thoảng còn lên cơn co giật, xùi một mép. Vừa đến bệnh viện là nó được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, còn em sau khi cung cấp thông tin cá nhân, tiền sự bệnh tật và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của nó thì tạm ngồi đợi bên ngoài. Qua khe cửa, em thấy nó được cắm trên người đủ thứ dây nhựa. Bác sĩ cho biết nó bị ngộ độc một loại nấm mốc cực độc trên cây mía. Thường để lâu, cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Độc tố này gây hại cho mọi lứa tuổi, nhưng nạn nhân phổ biến là trẻ em và người trẻ tuổi. Khi ăn phải loại nấm này, người ăn có thể tử vong hoặc bị di chứng thần kinh kéo dài. Cũng may, con em họ em được cấp cứu kịp thời, ơn trời. Đầu nó nằm viện được 3 tuần thì được về nhà. Thỉnh thoảng em cũng để ý xem nó có biểu hiện gì lạ không. Em sợ nó bị ảnh hưởng thần kinh thôi. Hôm chở nó đi qua một quán nước mía, chọc nó. Nó dậy nảy như đĩa phải vôi, bỏ đi, bỏ đi. Thực ra nước mía không có tội. Chỉ có người bán vì coi thường sức khỏe người uống, nên làm cẩu thả, không vệ sinh, máy ép thường xuyên dẫn đến đóng bụi bẩn, làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Nhưng kinh khủng nhất là mía róc vỏ, nhưng không rửa, cứ để ở trong thùng từ ngày này sang ngày khác, thậm chí để nổi mốc vẫn ép bán. Thậm chí do nước mía ngọt nên nhiều ruồi, nhặng vườn vườn đậu vào ca, cốc, thậm chí rơi cả vào nước mía. Nhìn phát hải. Thế nhưng không phải người bán nào cũng để ý những điều này. Hôm rồi đọc tin tức, có bài báo nói về kết quả kiểm nghiệm trong 6 tháng tại trung tâm sắc ký Hải Đăng, Mà Hải. Trong 1ml nước mía của một mẫu nước mía được kiểm nghiệm, chứa 210.000 con vi khuẩn coliform, 490.000 vi sinh vật hiếu khí, 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Theo ông Huỳnh Ngọc Trưởng, trưởng phòng kiểm nghiệm vi sinh, trung tâm sắc ký Hải Đăng, các chỉ số vi sinh trong mẫu kiểm này đều cao hơn với 1.000 đến 10.000 lần
so với chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y tế. Qua chuyện này, em nghĩ mỗi ngày trên nước ta có biết bao vụ ngộ độc thực phẩm, chỉ có báo chí chưa biết để thông tin thôi. Hôm em đưa con em vào viện, ít nhất có 5 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến cháo lòng, nước sâm, bánh mì, có dòi trong pate. Vì vậy mọi người cẩn thận khi ăn ngoài nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.